Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Computer. Các bạn có đang cần tìm một mẫu màn hình chơi game vừa có mức giá tốt, vừa có kích thước lớn này, rồi độ phân giải cao để có một hình ảnh nét nhất có thể, cũng như là tần quét 144Hz mà mức giá lại phải rẻ không? Và cần hơn hết nữa, đấy chính là các bạn cần một cái là thương hiệu của nó phải lớn. Thì đây sẽ là mẫu màn hình chơi game mà các bạn sẽ cần tìm đấy. Đây chính là mẫu Samsung C27ZG50. Một mẫu màn hình rất là đáng giá trong phân khúc giá dưới 10 triệu đồng. Và các bạn hãy cùng mình mở hộp và đánh giá nhanh xem sao nhá. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồ bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hạn Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hạn Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Trên bàn của mình đây chính là hộp của mẫu màn hình chơi game giá tốt tới từ Samsung. Đây chính là mẫu C27ZG50. Và ở ngay trên bộ hộp các bạn sẽ có những thông tin cần thiết. Ví dụ như là về FHD các bạn sẽ có là độ phân giải là 2K, rất là nét luôn. Các bạn có 144Hz này, quá ngon. Và đây là màn hình chơi game, rồi các bạn sẽ có là màn hình cong, độ cong của nó là 1800R. Cũng như là viền màn hình của nó rất mỏng, viền màn hình nó rất mỏng luôn. Và cũng chỉ có những thông tin như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ mở hộp ra xem bên trong sẽ có những gì. Mình đoán chắc là cũng một vài đồ cơ bản thôi, bởi vì dù sao đây cũng không phải là một mẫu màn hình cao cấp. Đây, nhìn sơ sơ thì mình thấy các bạn sẽ có là đây là bộ chân đế này. Đây sẽ là phần chân đế được làm theo kiểu ba chân nhưng mà nó sẽ là nằm phẳng ở trên bàn. Thế nên là nó sẽ khá là tiết kiệm diện tích của các bạn đấy. Đây, các bạn sẽ cắm nó vào như thế này. Đây, chỉ cần như thế thôi. Sau đó các bạn lắp thêm vài cái ốc vít vào là nó rất chắc chắn. Đây. Tiếp theo nữa các bạn sẽ có một cái hộp ở đây. Đây là hộp phụ kiện của các bạn. Chắc chắn là hộp phụ kiện luôn. Samsung làm khá cẩn thận ở công đoạn này. Đây các bạn sẽ có là bộ cáp nguồn. Ở đây là vài con ốc. Rồi đây sẽ là phần nắp đóng phía sau màn hình để các bạn có thể che phần dây đi. Ngoài ra thì ở đây có dây nhóm lò. Hết rồi. Mình nghĩ đây là bản dành cho media, thế nên là mình vẫn không thấy sự hiện diện của dây HDMI hay là dây DisplayPort ở trong này. Nhưng mà mình đoán là bản thương mại thì nó sẽ có dây DisplayPort hoặc là dây HDMI ở bên trong. Các bạn nên hỏi lại kinh doanh cách kỹ nhất nhá. Và ở bên trong sẽ là nhân vật chính của ta. Đây, mẫu màn hình kích thước của nó khá là lớn đấy, 27 inch cong. Nhưng mà chắc là trước khi nói nó một cách chi tiết hơn thì mình sẽ phải lắp nó lại đã. Và sau khi lắp đặt xong thì các bạn sẽ có được một mẫu màn hình gaming như thế này. Nhìn với cảm quan bên ngoài, lúc mình nhìn qua thì mình nghĩ đây không phải là một mẫu màn hình gaming mà đây chỉ là một mẫu màn hình phổ thông mà thôi. Bởi vì thiết kế của nó quá đơn giản, nó không có một điểm gì của mẫu màn hình gaming hết. Ở đây các bạn thấy là viền màn hình nó rất mỏng. Đây, nó cực kỳ mỏng luôn. Các bạn nhìn kỹ hoặc là khi các bạn bật nó lên ấy, thì nó sẽ rất mỏng. Kể cả phần đằng dưới này nó cũng cực kỳ mỏng luôn. Thế nên khi các bạn ghép khoảng tầm 3-4 màn hình lại với nhau thì nhìn nó vẫn khá là liền lạc chứ không phải kiểu quá là rời rạc đâu. Ở bên dưới các bạn sẽ có phần chân đế. Chân đế này mình thấy nó cũng khá là chắc chắn đấy. Và đẹp nữa, cũng như là nó sẽ khá tiết kiệm diện tích của các bạn. Nhưng mà có một điều mình không thích lắm ở phần chân đế này, đấy chính là nó không phải là nhựa nhám mà đây là nhựa bóng. Dùng một thời gian thì nó sẽ xước đi rất là nhanh. Nếu mà các bạn mới mua về thì nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà dùng một thời gian nó sẽ bị xước đi và mất thẩm mỹ khá là nhiều. Đây, ở mặt trước nó sẽ như thế này. Ở đây các bạn sẽ có logo Samsung và một cái joystick ở bên dưới. Rất là thú vị. Mình không thích kiểu nhiều phím bấm và dàn trải ra đâu. Mình chỉ thích một cái joystick như thế này thôi. Rất là thích. Còn ở phía sau nó cũng đơn giản như vậy luôn. Thực sự mẫu màn hình này nó rất là đơn giản. Ở phía sau các bạn không có bất kỳ một họa tiết gì. Các bạn có bồ người ốc để các bạn có thể gắn pad lên tường hoặc là gì đấy. Nhưng mà ở đây có một điểm cộng rất là lớn. Các bạn sẽ có một phần để giữ dây. Dây các bạn sẽ luồn vào đây từ lỗ này đi qua đây. Và các bạn sẽ giữ ở đây. Thì dây của các bạn sẽ nhìn nó được gọn gàng hơn. Đây là cái tấm để che phần sau ấy. Đấy. Đây là phần để che phần DJ. Các bạn sẽ DJ nó vào đây. Ở đây thì các bạn sẽ có một số cổng kết nối, như là các bạn có cổng 2 cổng HDMI này, một cổng DisplayPort, một jack tai nghe và một jack nguồn. Nguồn của các bạn thì là nguồn adapter chứ không phải là kiểu nguồn như của PC thông thường đâu. Đây là jack adapter của nó.
về cảm quan bên ngoài của nó sẽ là như vậy. Và lúc nãy thì mình có chấm qua mẫu màn hình này với cả bộ phần mềm là Spider 5 Elite, Spider 5 Pro. Và thông số của nó mình thấy nó cũng không hề thấp một chút nào, cũng có thể nói là thật ấn tượng luôn. Với giải sRGB của nó là 99%, giải Adobe RGB của nó là 77%. Thì đây là một giải không hề thấp một chút nào. Nhưng mà mình không hiểu tại sao khi mà mình nhìn thực tế thì màu sắc của nó rất là nhạt. Mặc dù contrast của nó là 1040 ở độ sáng 100%. Thì mình không hiểu tại sao mà lúc mình nhìn vào thì màu sắc của nó rất là nhạt và nó khá là thiếu sức sống. Kiểu như một file log của một file video ấy, khi các bạn nhìn vào cái màu sắc đấy nó có vẻ hơi nhạt nhưng mà chi tiết của các bạn có được rất là nhiều. Nhưng mà màu sắc nhạt thế nên là mình nhìn nó không được đã cho lắm. Nếu mà các bạn có dùng để xem phim hoặc là các bạn dùng để chơi game thì mình nghĩ là các bạn nên nâng contrast ở bên trong màn hình này lên một chút, lên khoảng tầm 70-80% gì đấy thì nhìn nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như bạn nào mà mua mẫu màn hình Samsung ZG50 thì các bạn mua về để chơi game ok, bởi vì nó là dù sao nó cũng là tần số quét là 144Hz, độ phân giải 2K và kích thước 27 inch, nhìn nó sẽ rất là vừa mắt. Thì các bạn để chơi game rất là ok, và khi các bạn nâng contrast lên thì nhìn màu sắc khi chơi game hoặc xem phim nó cũng khá là ổn. Nhưng mà để làm đồ họa thì mình nghĩ là không nên, bởi vì mặc dù giải màu nó rộng nhưng mà nó hơi nhợt nhạt. Rồi kể cả mình có cân lại ấy, thì nó cũng chỉ tươi một chút thôi chứ nó vẫn khá là nhợt nhạt. Và nói chung thì với tầm giá tầm dưới 10 triệu đồng, nó phải 9 triệu 9 hay sao ấy, thì các bạn mua mẫu màn hình này về để các bạn chơi game, xem phim, giải trí rất ngon. Nhưng mà để làm đồ họa thì mình nghĩ là các bạn nên suy nghĩ lại. Và lúc mà mình chấm bằng Spider 5 ấy, thì mình thấy độ sáng của nó cũng khá là ok, khoảng hơn 200 nit. Thì việc các bạn dùng bên cạnh cửa sổ hoặc là dùng ở trong nhà các thứ thì vẫn rất là ổn. Còn nếu mà để môi trường ánh sáng thật sự phức tạp ấy, thì khoảng tầm hơn 200 nit, 230, 240 gì đấy thì mình nghĩ là vẫn là chưa đủ đâu. Và với một mẫu màn hình có mức giá dưới 10 triệu đồng như thế này thì mình nghĩ là nó đã mang lại cho các bạn khá là nhiều công nghệ cũng như là nhiều điều thú vị. Thứ nhất là thiết kế nó rất là đơn giản và phù hợp với cả nhiều góc gaming khác nhau. Thứ hai là màn hình 144Hz, 2K, rồi sử dụng tấm nền là VA. Rồi ngoài ra các bạn sẽ có màn hình cong này, thiết kế đẹp, rồi khả năng hỗ trợ cổng kết nối của nó cũng rất là nhiều. Mặc dù nó thiếu cổng USB nhưng mà mình nghĩ đây là một mẫu màn hình chơi game tầm trung, thế nên thiếu cổng USB cũng chả sao. Và chỉ có một điều mình không thích duy nhất ở mẫu màn hình này, đấy chính là màu sắc của nó hiển thị nó hơi nhạt một chút. Có thể là trong lúc mà mình đang nói như thế này thì editor có thể chèn vào một vài cảnh mà quay cảnh cái màn hình này vào, thì các bạn có thể thấy là màu của nó khá là nhạt nhạt đấy. Và ý kiến của các bạn như thế nào về một mẫu màn hình chơi game tới từ một hãng lớn như là Samsung mà có một giá rất là rẻ như thế này, các bạn hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.